em thấy công âm dương khí công là cái dạng khí công mà đạt kết quả nhanh nhất mà em từng tập. Trước tại trước đây em có tập nhiều loại khí công khác nhau, mỗi loại tập một ít ấy, thì em không thấy tác dụng nhanh như âm dương khí công. Trước đây em tập môn gì đó? Trước đây em có tập các cái động tác khí công của thầy Đỗ Đức Ngọc với các bài khí công như là bát đoạn cầm với là thông khí chân tay của thầy Phí Thượng Trúc ở trong Đà Lạt đấy. Phí Thượng Trúc rồi. Với cả bài tập Thiên Lý Tiêu Dao của thầy Thuận Nghĩa. Thì em thấy các cái đấy không nó tập lâu, nó cũng có kết quả nhưng mà nó lâu quá. Tức là mình mất nhiều thời gian hơn. Vâng, thông thường em phải tập trong vài khoảng tuần em mới bắt đầu có thấy kết quả. Nhưng mà âm dương khí công thì em thấy có tác dụng ngay từ ngày đầu tiên. Em nói lại cái cảm giác ngay ngày đầu tiên em tập như thế nào? Nóng không ngủ được ạ. Nóng, em phải nói là nóng kinh người. Kinh người. Lúc đấy em cứ nghĩ là do thời tiết thôi.